chuyên án lớn về ma túy đã được triệt phá trong thời gian qua. Những chiến công lớn của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đi cùng những hy sinh và mất mát không nhỏ. Tất cả vì mục tiêu gìn giữ sự bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, ma túy khởi nguồn của rất nhiều loại hình tội phạm và tệ nạn nguy hại cho xã hội. Và cuộc chiến đấu tranh chống tệ nạn ma túy cũng như là tội phạm ma túy luôn đầy cam go và hiểm nguy. Đây cũng là nội dung trong tiêu điểm nóng hôm nay. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn anh Thành Công. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, tệ nạn ma túy đã thực sự trở thành nỗi lo của toàn xã hội. Nghiêm trọng hơn, đã có những dấu hiệu về việc tội phạm quốc tế lợi dụng Việt Nam làm địa bàn trung chuyển các chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng đến các nước khác trên thế giới. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm về ma túy, ngày 12 tháng 3 năm 1997, lực lượng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy đã chính thức được thành lập. 25 năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các tỉnh thành đã có quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào cộng đồng. Trong đó, địa bàn các tỉnh miền Trung luôn là điểm nóng với hàng loạt vụ vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy liên tiếp bị phát hiện. Công an thành phố Vinh, Nghệ An vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng Sơn trú phường Bến Thủy và Nguyễn Thành Thạnh trú phường Hà Huy Tập, thu giữ số lượng lớn ma túy hơn 4 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 12.100 viên ma túy tổng hợp. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3, lực lượng công an thành phố Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra cơ sở quán bia Club Phương Đông ở tổ 3 phường Nghĩa Lộ thành phố Quảng Ngãi. Thời điểm kiểm tra có hơn 100 nam nữ đối tượng say sưa trong tiếng nhạc và có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Qua test nhanh, phát hiện 58 đối tượng dương tính với chất ma túy. Thời gian gần đây, công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp điều tra, phát hiện và bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Mới đây nhất, công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với đồn biên phòng Bát Mọt bắt quả tang Lương Thị Mai sinh năm 1989 tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân đang vận chuyển 11 kg quả thuốc phiện tươi đi tiêu thụ. Vừa rồi chỉ là một trong số nhiều vụ án thời gian qua, quy mô các tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy ở nước ta ngày càng lớn và tính chất phức tạp hơn. Số lượng và chủng loại các chất ma túy nhiều hơn, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới. Đối tượng tham gia phạm tội về ma túy đa dạng về thành phần, lứa tuổi và quốc tịch. Cụ thể, trong 25 năm qua, từ năm 1997 đến năm 2021, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 290.800 vụ, gần 465.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 81 tấn heroin, gần 16 tấn và khoảng 9 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 81 tấn cần sa, 5,8 tấn thuốc viện cùng hàng chục tấn các loại ma túy khác như là cỏ Mỹ, lá khát hay là cocaine. Nhiều đối tượng còn tàng trữ vũ khí quân dụng và manh động chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, cho dù cuộc chiến với tội phạm ma túy còn nhiều gian khổ, toàn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn kiên quyết chiến đấu không khoan nhượng vì cuộc sống yên vui của người dân. Trước tình hình dịch bệnh và tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phải cố gắng, nỗ lực nhằm phát hiện mọi hành vi liên quan đến ma túy. Điển hình, rạng sáng ngày 23 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang hai đối tượng cùng trú tại quận Hải Châu vận chuyển ma túy từ Nghệ An về Đà Nẵng tiêu thụ, thu giữ 3 túi lớn ketamine. Gần đây nhất, chiều ngày 19 tháng 2, các lực lượng đã phối hợp khống chế, bắt giữ tài xế trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên 3 kg ketamine giá trị gần 2 tỷ đồng. Đây là một số lượng ma túy loại ketamine cũng là lớn nhất từ trước này ngay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Đó cũng là một phần góp phần ngăn chặn cái việc ma túy thẩm lậu vào cái địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả cái tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Nam miền Trung nói riêng. Không chỉ đánh mạnh vào các đường dây vận chuyển buôn bán ma túy mà các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng nhanh chóng bị triệt xóa. Cuối tháng 12 năm ngoái, một khách sạn trên đường An Cư 6, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị các trinh sát bắt quả tang khi cho 17 nam nữ thuê 3 phòng để tổ chức sử dụng ma túy. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ từ loa đèn công suất lớn đến ma túy phục vụ cho việc sử dụng. Camera đây là nó quản lý khách mà quen kia mới mở cửa lên cho vào. Còn mà khách lạ mà không phải là khách đặt phòng á,
thì cửa không bao giờ mở. Sau 24 giờ là các đối tượng mà đặt phòng á là sẽ đi vào bằng cái cửa này và không đi bằng cửa chính nữa mà vào bằng cửa này. Và đây cũng có một cái camera để mà phát hiện ra người lạ và những cái ai mà có đặt phòng thì bớt được vào cái cửa này. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an các địa phương tại Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 33 vụ, 52 đối tượng, thu giữ gần 300 viên thuốc lắc, hơn 3 kg ketamin và 25 gram ma túy đá. Bên cạnh những chiến công được ghi nhận thì cũng là những hy sinh mất mát không hề nhỏ. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu quên mình và hy sinh. Trong 25 năm qua, đã có 27 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an, bộ đội và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Hơn 700 cán bộ chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV do sự chống trả của tội phạm ma túy. Chặng đường phía trước khó khăn và nguy hiểm luôn trực chờ. Thế nhưng với người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, họ sẽ luôn đối đầu đầy bản lĩnh và sẵn sàng dấn thân vì danh dự, truyền thống, vì niềm tin của Đảng, của ngành và của nhân dân giao phó.